Bây giờ Khải Toàn xin hướng dẫn tận tình cách tra đơn giản ra cung tài. Đầu tiên mời các bạn tìm Google từ khóa thầy Khải Toàn. Các bạn vào website. Trong website các bạn vào mục tra lá số. Các bạn kéo xuống bên dưới một tí xíu. Nhập thông tin của mình hoặc của người thân vào. Nhấn vào lấy lá số. Các bạn kéo xuống một tí hoặc là nhấn vào chữ màu đỏ. Lá số và đại vận. 8 ô bên trái là bát tự của bạn vừa nhập vào. Các ô bên đây nói về đại vận. Tiếp theo các bạn chú ý vào mệnh ngày sinh của mình. Năm, tháng, ngày, giờ. Ở trên là thiên can, ở dưới là địa chi. Các bạn quan tâm đến mệnh ngày sinh. Ví dụ, người này sinh ngày đinh thuộc hỏa. Phần bên dưới có phân tích những ngày thuộc hành dương và những ngày thuộc hành âm. Những ai sinh ngày thuộc hành dương, tướng mạo thường trung đến lớn, thường là họ không ngại va chạm và mạnh mẽ. Ngược lại, những người sinh ngày hành âm thường nhẫn nại, có sức chịu đựng cao. Mệnh này sinh ngày đinh thuộc hỏa. Đinh này là hỏa âm, cung tài sẽ là kim. Hỏa âm thì kim dương là chính tài. Nhìn vào đồ hình này, ta thấy người này chỉ duy nhất một cung canh kim là cung chính tài. Ở phần dưới đây có hướng dẫn chi tiết. Ví dụ, người sinh ngày đinh hỏa thì cung chính tài là canh kim. Người sinh ngày bính hỏa, cung chính tài là tân kim. Khải Toàn xin lấy một ví dụ khác. Người này sinh ngày 7 tháng 12 năm 91 dương lịch. Người này sinh ngày tân thuộc kim âm. Cung tài là mộc, mộc dương là chính tài. Các bạn có thể kéo xuống đây xem ví dụ. Sinh ngày tân thuộc kim, cung chính tài là mộc dương, tức là giáp và dần. Người này có một chữ giáp dần là chính tài, 1, 2, 3, ba trụ thiên tài, tức là tài phụ, tài bên ngoài, phù hợp với đầu cơ làm thêm hoặc là từ thiện. Tiếp theo, Khải Toàn xin lấy một ví dụ 3. Người này sinh ngày giáp thuộc mộc, giáp mộc dương, cung chính tài sẽ là cung thổ âm, cung thiên tài là cung thổ dương. Cung tài của người này rất là vượng, vượng tức là nhiều. Người này có nhiều chính tài lẫn thiên tài. Đây là mệnh dễ kiếm tiền. Ngày giáp có thổ âm là có chính tài. Để tìm ra mật mã phát tài tiếp theo, các bạn nhấn vào chữ tài lộc. Trong phần này ta tìm mật mã lộc thần cũng dựa vô ngày sinh, tức là nhật can. Ví dụ lá số này sinh ngày giáp, trong lá số nếu có chữ dần sẽ có sao lộc thần. Đây là một mật mã dễ phát tài. Người này sinh ngày giáp, người này có chữ dần. Với ví dụ số 2, hồi nãy người đó sinh ngày tân, nếu mà lá số có chữ dậu là có mật mã lộc thần. Lá số này nãy không có chữ dậu. Tương tự, bạn tìm xem bạn sinh mệnh ngày gì và bạn nhấn vào chữ tài lộc sẽ hiện ra mật mã lộc thần. Nếu trong tứ trụ ở địa chi có cái mật mã đó là bạn có mật mã lộc thần. Vậy một người không có cung tài, không có ngôi sao lộc thần, không có tam khố tứ khố thì làm thế nào để phát tài? Đó chính là bố thí. Lại có người bảo rằng
tôi không có tiền bạc làm sao mà bố thí. Chính vì bạn không biết mở lòng bố thí nên tài lộc không đến với bạn. Chính vì chưa khai ngộ, bạn không biết rằng bố thí không nhất thiết phải là tiền bạc. Phật dạy, dù giàu hay nghèo, nếu biết mở lòng tu bảy pháp bố thí này là người có phước. Bố thí ái ngữ, bố thí lòng biết ơn, bố thí ánh mắt hiền từ, bố thí hành động nhân ái, bố thí chỗ cho người cần, và bố thí lòng bao dung. Khải Toàn xin phép nói sơ qua về mệnh ngày sinh. Người sinh ngày Giáp thuộc mộc tính dương, thường là cao to, mệnh này thường là thích kim. Mệnh ngày Bính đại diện cho mặt trời, là người cởi mở hướng ngoại. Mệnh ngày Bính thường thích thủy và mộc. Mệnh ngày Mậu Thổ, trong 10 ngày mệnh ngày sinh, mệnh ngày Mậu Thổ là người có nhiều công đức và dễ làm chức vị lớn. Mậu Thổ đại diện cho núi. Mậu Thổ thường dung hòa được mọi ngũ hành. Kế đến mệnh ngày Canh thuộc kim. Canh kim là tính dương, nữ sinh mệnh ngày Canh thuộc kim thường gian nan trắc trở đường tình cảm. Canh kim thì thường là thích mộc. Tính tình của người này khá hào sảng và đôi khi lời nói hành động dễ gây sát thương với người khác. Tiếp theo là mệnh ngày Nhâm Thủy. Nhâm thuộc thủy dương, đại diện cho con sông lớn, làm việc như vũ bão. Mệnh ngày Nhâm này thường là ít đau buồn chuyện tình cảm. Nhâm Thủy thường thích kim và thích thủy. Mệnh ngày Âm tính chất nho nhã, nhã nhặn, thường chịu đựng, nhẫn nại cao. Không riêng gì mệnh ngày Ất mà tất cả mệnh ngày Âm thường dễ bi lụy chuyện tình cảm. Mệnh ngày Ất này thường thích thủy. Mệnh ngày Ất Mộc thường dựa vào một người khác để hành vận, làm việc đơn thân khó thành. Tiếp theo mệnh ngày Đinh. Đinh thuộc hỏa, đại diện cho ánh lửa, ánh đèn con người tạo ra. Mệnh ngày sinh Đinh hỏa này có một đặc tính khó nhầm lẫn, cẩn thận chi ly việc tiền bạc, và thường 5 trên 10 người có tính rất là chi ly, rất khó mượn tiền họ. Mệnh ngày Đinh này thường thích mộc. Kế đến mệnh ngày Kỷ Thổ. Kỷ Thổ là đất mềm, Mậu Thổ là tính dương, là núi. Kỷ Thổ là đất mềm, đại diện cho sự nhẫn nại, dẻo dai, bao dung, hiếu thuận. Nhược điểm của họ là dễ đa nghi. Mệnh ngày Kỷ Thổ này thường thích thủy và thích kim. Mệnh ngày Tân thuộc kim âm, đại diện cho trang sức kim loại, thường là nhẫn nại, dẻo dai, dễ bi lụy chuyện tình cảm. Mệnh ngày Tân kim thường thích thủy. Cuối cùng mệnh ngày Quý Thủy, đại diện cho nhẫn nại, là người hướng nội và khá là bảo thủ. Quý Thủy thường thích kim. Mệnh ngày sinh là gốc, là mầm, là chồi. Ta có thể kết hợp mệnh ngày sinh với các ô còn lại để suy tính ra một lá số. Bát tự tứ trụ mỗi ô có một đặc tính riêng, không thể nào tính theo năm mà chính xác được. Ở đây ta tính năm, tháng, ngày, giờ và cả giới tính.